Chào mừng quý vị đến với bản tin dự báo thời tiết được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai mùng 8 tháng 1 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, ngày mai tại khu vực Đông Bắc Bộ, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, có thể kể đến như tại các tỉnh là Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng. Còn tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, dự báo hình thái mưa rào sẽ đi kèm với nắng gián đoạn, đêm và sáng trời rét, mức nhiệt trung bình trong khoảng từ 18 đến 27 độ C. Dự báo ngày mai thời tiết tại khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác, đêm và sáng trời lạnh. Còn tại khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, thời tiết chủ đạo nhiều mây, có nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Đến với dự báo thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày mai tại khu vực này ít mây, nhiều nắng, cả ngày hầu như không mưa, nhiệt độ trung bình trong khoảng từ 24 đến 32 độ C. Nhận định trong ngày mai, chỉ số tia UV tại các quận, huyện thành phố Hồ Chí Minh vẫn đạt ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao là mức 7 đến mức 9. Và dưới đây sẽ là thông tin chi tiết. Thường lệ tiếp nối bản tin sẽ là thông tin về thời tiết biển. Dự báo ngày mai tại khu vực quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, sóng biển cao từ 2 đến 3 m. Ngày và đêm mai mùng 8 tháng 1, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 m, biển động. Quay trở lại với thời tiết trên đất liền. Dự báo tại thủ đô Hà Nội sáng mai trời nhiều mây, có sương mù, trời rét, sau đó giảm mây trời nắng, riêng chiều có mưa rào ở một vài nơi, nhiệt độ trung bình từ 18 đến 27 độ C. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.